Hoa lạ nhập từ Nam Phi, gần 1 triệu đồng một bông nhưng vẫn hút khách như thường. Hóa ra anh em Việt Nam chịu chơi đến thế. Năm nào cũng thế, cứ đến mấy dịp lễ như 20 tháng 10, chị em toàn bảo thích quà thực tế, hóa huyết làm gì, lãng phí ra. Ấy thế mà, đâu có năm nào các cửa hàng hoa là không tất bật đâu cơ chứ. Không có hoa thì cứ thấy thiếu thiếu. Thậm chí, nhiều người còn cực kỳ chịu chi với những loại hoa nhập đắt tiền có giá lên tới gần 1 triệu đồng một bông. Anh Lê Tự Duy Nam, quản lý một cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, dịp lễ 20 tháng 10 năm nay, hoa thảo đường Hoàng đế Nam Phi được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Dù loại hoa VIP này có giá không hề dễ chịu khi lên tới hơn 800.000 đồng một bông. Để có được một bó hoa hoàn thiện, đẹp mắt, khách hàng phải chi trả vài triệu đến cả chục triệu đồng. Anh chia sẻ, tuy giá đắt như vậy nhưng loại hoa này vẫn được nhiều khách tìm mua. Trước ngày lễ hơn một tháng, cửa hàng chúng tôi phải tìm và đặt trực tiếp từ Nam Phi để vận chuyển về đây. Cũng vì hoa không hề rẻ và khó mua nữa, thêm cả việc vận chuyển nên rất ít cửa hàng hoa tại Hà Nội có loại hoa này. Ngoài ra, anh Nam cho biết thêm, năm nay những lãng sen đá cũng lên ngôi vì vẻ đẹp độc đáo và đặc biệt. Giá cho mỗi lãng sen đá cỡ trung dao động từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Những lãng bé hơn thì có giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong dịp lễ 20 tháng 10, cửa hàng của anh cũng đã nhận được khoảng 50 đến 70 đơn đặt hàng cho những lãng sen đá này. Bên cạnh đó, những bông hoa hồng Ecuador có độ dài từ 1 đến 1,5 mét cũng hút khách trong dịp, có giá từ 100 đến 130.000 đồng một bông. Một bó hoa hồng Ecuador được thiết kế theo hình trái tim như thế này có giá từ 5 đến 8 triệu đồng một bó. Cả nhà nghĩ sao về những loại hoa này? Thích hoa Nam Phi thì bình luận số 1, sen đá thì số 2, mà hoa hồng thì 3 nhá. Xem ai cùng gu ai nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.